Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 3 trang 117. Bài số 1 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? Như vậy thì chúng ta phải tính rồi chúng ta mới biết được cái nào là kết quả lớn nhất. Ngay chỗ này chúng ta sẽ có lấy là 2324, chúng ta sẽ nhân cho 4 thì chúng ta sẽ được là, lấy bút đỏ ha. Này kết quả là bằng là 9290 16. Bài này 1405 chúng ta sẽ nhân cho 7 thì chúng ta sẽ được là 9830 15. Ở đây là 1207 chúng ta sẽ nhân cho 8 là bằng là 9650 56. Rồi bây giờ chúng ta xem đây là 9000 hay đây là 9000, cái này là 200 800 600 800 là lớn nhất, người ta yêu cầu là lớn nhất. Phép tính là dưới đây có kết quả là bé nhất thì chúng ta phải chia ra rồi, chúng ta chia nhát ở ngoài ha, tức là 65130 16 chúng ta sẽ chia cho 6 thì bằng là 10850 56. Bài này 94050 chúng ta chia cho 9 thì bằng là 10450. Bài này 71810 13 chúng ta chia cho 7 thì bằng là 10259. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái số nào là kết quả là bé nhất. Đây là 10.000 hết, được. Cái này là hàng trăm là 8, hàng trăm là 4, hàng trăm là 2. Như vậy là hàng trăm 2 là hàng trăm là bé nhất. Như vậy kết quả là C. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 2, tính giá trị của biểu thức. Trong này phép nhân, có phép nhân và phép trừ. Thì chúng ta bắt buộc phải làm phép nhân trước. Nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy chúng ta lấy là 7108 chúng ta sẽ nhân cho 9 là bằng là 63970 12. Sau đó chúng ta trừ cho 25360 17. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái kết quả này, chúng ta trừ cho 25360 17 thì chúng ta sẽ được kết quả là 38605. Bài này chúng ta sẽ làm cái phép chia trước. Rồi, chúng ta lấy 43608 chúng ta sẽ chia cho 6 thì chúng ta sẽ được là kết quả là 7268 cộng cho 5810 14. Rồi chúng ta lấy hai số này chúng ta sẽ cộng nhau, 5814 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng là 13080 12. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu C. Bài này có dấu cộng và dấu nhân, mà dấu cộng ở trước với nhân ở sau thì chúng ta thực hiện phép nhân trước. Cái này chúng ta ghi lại là 9617 cộng cho chúng ta lấy là 8105, chúng ta nhân cho 5 thì bằng là 40520 25. Rồi chúng ta lấy hai số này chúng ta sẽ cộng nhau, rồi thì kết quả là bằng là 41490 12. Chúng ta qua tiếp theo là câu D. Câu D là có phép trừ và phép chia thì chúng ta phải làm phép chia trước. Như vậy cái này chúng ta ghi lại là 13940 11, chúng ta trừ, chúng ta lấy là 52104, chúng ta sẽ chia cho 8 để bằng là 6510 13. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 13941, chúng ta sẽ trừ cho cái 6513 thì bằng là 7420 28. Chúng ta qua tiếp tục là bài số 3. Một cửa hàng xăng dầu có 12.280 lít xăng, sau khi bán thì số lít xăng giảm đi 4 lần, ở cửa hàng đó còn lại là bao nhiêu lít xăng?
Rồi chúng ta xem lại cái đề. Bây giờ là cửa hàng có 12.280 lít xăng. Sau khi bán thì số xăng giảm đi 4 lần. Thì hỏi là cửa hàng nó là còn là bao nhiêu lít xăng. Ta lấy cái số này chúng ta sẽ chia cho 4 thiện ra được. Số lít xăng còn lại là số lít xăng còn lại là chúng ta lấy 12.280, chúng ta chia cho 4 bằng quá là bằng là 3.070. Đáp số là 3.070 lít xăng. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Chú Sáu dự định xây tường rào quanh một khu vườn hết là 76.500 viên gạch. Chú Sáu đã mua 6 lần, mỗi lần là 11.500 viên gạch. Hỏi theo dự tính chú Sáu còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta đọc lại cái đề cái đã. Bây giờ là chú Sáu là dự kiến, tại vì dự kiến thì chúng ta mới đầu thì chúng ta cũng chưa biết là xa hết bao nhiêu viên gạch được. Chúng ta dự kiến là khoảng cửa là 76.500 viên gạch. Chú Sáu đã mua là 6 lần, mỗi lần là 11.500 viên. Bây giờ chúng ta lấy số này, chúng ta nhân số này, chúng ta xem coi cái số liệu đó là chúng ta đã mua bao nhiêu. Được. Bây giờ người ta hỏi theo dự tính thì chú Sáu còn mua bao viên nữa, thì chắc chắn là có vẻ là cái này là nhân cái này là nó ít hơn cái số này. Ta lấy số này chúng ta sẽ trừ cho cái tích này. Được, hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính là số viên gạch chú Sáu đã mua là. Bài này hai phép tính số viên gạch chú Sáu đã mua là, ta lấy là 11.500, chúng ta sẽ nhân cho 6 bằng. Như vậy là mua là 69.000 viên. Rồi ta lấy số này chúng ta sẽ trừ cho số này, hiện ra số viên gạch cần phải mua thêm là 76.500, ta trừ cho 69.000 bằng còn là 7.500 viên nữa. Đáp số 7.500 viên gạch. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết dấu phép nhân hoặc là dấu chia thích hợp vào ô trống. Nhân hoặc là chia thích hợp vào ô trống. Cái này là 9, 3, 5, 15. À như vậy 9 là chia cho 3 là bằng 3. 3 nhân cho 5 là bằng 10, 15. B. Viết thêm dấu ngoặc để được biểu thức có giá trị là bằng 2. Có nghĩa là người ta họ nói là cái quả chỗ này là bằng 2 này. Được, bằng 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao mà để là này là bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 4 ta nhân cho 2 là bằng là 8. 16 ta chia cho 8 là bằng 2. Chúng ta làm ra có ngoặc trước. Được, làm ra có ngoặc trước. Rồi sau đó chúng ta mới làm phép chia. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả.
Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.